BB ơi, cho em xin hỏi Luna cái được không ạ? Được ạ. Tí nữa theo dõi trận nhưng đấu. Nhưng mà Phước ơi, em lịch sự được không? Em đứng lên em nói chuyện với Luna chứ. Em Ủa em đứng rồi hả Phước? Ủa người ta đã đứng nãy giờ. Ủa trời ơi, thiếu té gì? Ủa Phước đứng nãy giờ hả? Thật ra nãy giờ em quỳ á chứ. Em quỳ em nói chuyện á. Tí nữa bà có coi mấy cái trận này á, đừng có quẩy nha bà. Quẩy cái cọng mà quất vô đầu của nha bà. Dạ, nha. Dạ em cũng sợ mấy cọng này lắm à. Đúng rồi, mình coi cố định nha. Anh Quốc Khánh ơi, chưa gì mà em thấy nóng thật sự luôn anh. Cái này nóng hơn nhiều em ơi. Anh ơi, võ đài của chúng ta hôm nay á, quá nhiều sự đẹp trai anh à. Đẹp trai đến từ bạn Thanh Tùng nè, bạn Hải Nam anh nè. Anh cảm ơn em. Anh Quốc Khánh nè, Jason nè, Xuân ạ. Ngồi, không hết rồi anh ạ. Hết rồi em. Dạ hết rồi. Sao em lại xếp cuối thế nhỉ? Quá đáng. Chào mừng quý vị tới với The Champion, nhà vô địch. Tôi là người dẫn chương trình Quốc Khánh. Và phía đằng xa kia người bạn đồng hành BB Trần. Xin chào quý vị khán giả. Và chúng ta lại quay trở lại với võ đài hot nhất hiện nay, nhà vô địch. Và bên cạnh BB Trần là Ngọc Phước và Xuân Nghị. Xuân Nghị xin gửi đến lời chào trân trọng tới tất cả mọi người ạ. Dạ, chào mọi người ạ. Hôm nay em làm Lily Burger ạ. Em thấy nó đáng yêu mà sweet sweet lắm á. Sweet kiểu ngọt ngào, em như một viên kẹo ngọt vậy đó. Tại vì đấu sĩ người ta đấu em... mà người ta cần đường để tiếp em năng lượng đúng không ạ? Em là viên kẹo đường nữa đây ạ. Em là viên kẹo đường nữa đây ạ. Nhìn em không ngọt miếng nào luôn á. Nhìn em nó chua chát một chút à. Không, mình cần chua để mình tỉnh nữa. Đúng, em là linh hoạt lắm. Cần cái gì cũng có cái đó. Em là cái tập quá à. Wow. Dạ. Siêu thị. Siêu thị à. À, hay quá. Còn nếu mà nói về kẹo ngọt thì chúng ta sẽ có một cô nàng cũng rất là ngọt ngào tới đây mang một cái năng lượng đến cho võ đài hôm nay. Xin giới thiệu Luna. Chờ mong tình yêu anh bao tháng ngày.
Chào đến quý vị khán giả đang xem The Champion cùng với ba vị gọi là idol của em, anh Xuân Nghị, anh VV Trần và chị Ngọc Phước ạ. Trời ơi, cảm ơn rất nhiều. Em có tập môn thể thao gì không mà em cao hơn cả anh luôn à? Dạ, thật ra là chiều cao này chắc cũng em may mắn được nhận từ lúc mà em mới vừa sinh ra. Nhưng mà để được như bây giờ thì em tập làm hoa hậu. Em tập làm hoa hậu à? Em có nhìn thấy chỗ của ba thần tượng của em ở kia không? BB Trần là người luôn luôn sắp xếp ghế ở đó và ngày hôm nay không hiểu sao đặt Ngọc Phước ngay cạnh ghế mà cuối cùng là Lona sẽ ngồi vào đó. Để tôn vinh Lona đó anh. Dạ đúng rồi anh. Ngồi gần Ngọc Phước là ai cũng đẹp lên hết á. Dạ, quá hợp lý luôn. Hợp lý không? Dạ. Quá hợp lý luôn. Thôi được rồi, em hiểu cái số phận em rồi. Anh thương em lắm Ngọc Phước ạ. Bây giờ thì mời Lona trở lại với vị trí của em ở kia. Đó là một chỗ rất là đặc biệt và vui nhất ở đây tối ngày hôm nay đấy thưa quý vị. Xin mời em Lona. BB ơi, cho em xin hỏi Lona một cái được không ạ? Được ạ. Tí nữa theo dõi trận nhưng đấu. Nhưng mà Phước ơi, em lịch sự được không? Em đứng lên em nói chuyện với Lona chứ. Em... Ủa em đứng rồi hả Phước? Ủa người ta đã đứng nãy giờ. Ủa trời ơi, thiếu tế gì? Ủa Phước đứng nãy giờ hả? Thật ra nãy giờ em quỳ á chứ. Em quỳ em nói chuyện á. Tí nữa bà có coi mấy cái trận này á, đừng có quẩy nha bà. Quẩy cái cọng mà quất quay đầu của nha bà. Dạ, nha. Dạ em cũng sợ mấy cọng này lắm à. Đúng rồi, mình coi cố định nha. Hôm nay nhóm bình phẩm viên của BB Trần thì rất là hùng hậu. Nhưng ở bên phía bên tay phải của tôi là những bình luận viên chuyên nghiệp. Đó là Quang Hùng, Chí Viễn và đặc biệt là anh Mai Thanh Ba, Tổng Thư ký của Liên đoàn MMA Việt Nam, cựu vô địch ủ su tán thủ thế giới. Ngày hôm nay, Lona đã mở đầu trên võ đài này một tiết mục xuất sắc. Và đó không phải là cô gái xinh đẹp duy nhất sẽ góp mặt trên sàn đấu ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu hai võ sĩ sẽ tham gia vào The Champion. Họ rất là xinh đẹp. Chúng tôi xin giới thiệu Đặng Thu Huyền và Hoàng Hạnh. Bản thân Huyền bây giờ đang còn rất là trẻ. Huyền muốn trải nghiệm và Huyền muốn thử sức với những cái sự khó khăn. Bởi vì như thế thì mình mới có thể có thêm những cái trải nghiệm. Huyền đánh giá chị Hạnh là một đối thủ đáng gờm. Bởi vì bản thân chị Hạnh cũng là một người xuất phát từ vận động viên. Thế nên là Huyền sẽ không chủ quan trong trận đấu hôm nay. Mặc dù là mình đánh giá chị Hạnh rất cao, thế nhưng mà bản thân Huyền cũng rất là quyết tâm để có thể mà giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh như thế. Ngày hôm nay em sẽ quyết tâm giành chiến thắng và em sẽ là nhà vô địch. Thưa quý vị, tôi đang đứng ở góc tối nhất trên võ đài ngày hôm nay bởi vì hai bên cạnh quá sáng. Đứng ở bên phải của tôi là Đặng Thu Huyền, trước đây từng là vận động viên bóng chuyền. Còn bên này là Hoàng Hạnh. Nhìn cứ tưởng chị em không anh? Cái này rất là khó cho bình luận viên bởi vì lát nữa hai người xinh đẹp như nhau, cao như nhau, giờ để tóc như nhau nữa. Thu Huyền, em đã tập luyện để cho cuộc so tài ngày hôm nay như thế nào? Khi mà nhận được lời mời của chương trình thì bản thân em cũng đặt ra được cái mục tiêu để mình có thể vượt qua được cái vùng an toàn của mình. Và em cũng rất là quyết tâm, bản thân em cũng rất là tự tin về khả năng của mình. Khi mà em không tham gia bóng chuyền nữa thì The Champion, nhà vô địch cũng sẽ là một cái trải nghiệm mới đối với cái cuộc sống mới của em ạ. Tám năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại và quyết định mình phải làm gì tiếp theo. Những năm tháng trưởng thành cùng bóng chuyền sẽ luôn là nguồn sức mạnh lớn để tôi vững vàng bước tới.
tôi, Đặng Thu Huyền đã sẵn sàng cho một chặng đường mới, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Khi mà Huyền đưa ra cái quyết định giải nghệ, đây là quyết định vô cùng khó khăn. Và khi mà Huyền ra ngoài thì Huyền mong muốn là Huyền có thể trau dồi thêm những cái kiến thức và trải nghiệm thêm những cái cuộc sống ở bên ngoài. Huyền chơi bóng chuyền hả? Vâng, em chơi bóng chuyền. Em ở vị trí nào? Em chơi vị trí chuyền 2. Vị trí chuyền 2 là vị trí người ta đập banh như vậy đó hả? Không ạ. Thực ra là nghe bóng chuyền thì mọi người sẽ ấn tượng với những người đập bóng. Thế nhưng em là người tạo ra những cái đường bóng đấy cho mọi người. Là mình sử dụng những đầu óc, mình tư duy, mình kiến tạo cho. À đúng ạ. Cao vậy? Với chuyên môn trước đây của Huyền thì đó là một bộ môn đồng đội. Vậy nên khi mà Huyền giành chiến thắng thì phải nhờ sự trợ giúp của đồng đội rất nhiều. Đến với The Champion thì Huyền nghĩ là cái chiến thắng này Huyền sẽ dành cho mình. Khi mà đây là một bộ môn cá nhân thì Huyền phải thể hiện được cái sự quyết tâm của mình này và sức mạnh của Huyền nữa. Và Huyền quyết tâm để có thể giành được chiếc đai vô địch cho riêng mình. Từng bóng phát lực. Lui. Forward, lên lần trước nào. Chắp, lui, bắn chung. Nice, rất là tốt Huyền. Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi. Muốn quay trở lại sàn đấu lần này để chiến thắng bản thân mình, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, muốn cháy hết mình ở trên sàn đấu một lần nữa nhưng với bộ môn khác, đấy là bộ môn boxing. Huyền ơi, chuẩn bị xong chưa? Chị sẵn sàng rồi đấy. Phụ nữ là những bông hoa đẹp, nhiều hương, nhiều sắc, mạnh mẽ, bền bỉ được ví như hoa cúc dại, quyến rũ, thướt tha như hoa hồng đỏ, chân thành, mộc mạc như hoa hướng dương ngược nắng. Trước đây Hạnh đã từng là vận động viên taekwondo nhưng mà sau đấy Hạnh đã tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp. Và những con đường Hạnh đi nó thật sự chưa rõ ràng và Hạnh muốn tìm tới The Champion là nơi ghi lại dấu ấn và tìm lại chính bản thân của mình. The Champion, vẻ đẹp thể thao mạnh mẽ, Hoàng Hạnh sẽ chinh phục lại chính mình. Bé Đặng Thu Huyền á, bé thật là xinh đẹp này, giỏi giang này, lại là vận động viên bóng chuyền nữa. Nhưng mà em đấy đã kém may mắn khi gặp bé Hạnh rồi. Huyền ơi, cố gắng lên nhá, tập luyện gấp 2, gấp 3 lần nữa để đấu với chị nha. Lách trái nè, lách phải nè, đỡ dính mặt nè, ướp nhẹ là 1, 1, 2, đúng rồi, giúp, hợp quá nè, ướp, hợp lại nè, ướp, hợp quá nè, ướp. Tay cao lên, đòn, đúng rồi. Tay trái nè, trên dưới nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu sợ hãi đừng làm, nếu làm đừng sợ hãi. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Hoàng Hạnh, người mẫu Á hậu. Và ngày hôm nay sẵn sàng bước lên đài. Hoàng Hạnh có biết rằng bên cạnh đây là một vận động viên thể thao? Dạ em có biết trước rồi ạ. Vận động viên bóng chuyền tận 7 năm đấy. Và cũng cách em tận 10 tuổi và cái sự dẻo dai của em ấy chắc là có nhiều hơn em. Nhưng mà em tin chắc rằng gừng càng già càng cay thì Huyền ơi đợi chị nhá. Nhưng mà Hoàng Hạnh, em tập taekwondo bao nhiêu năm rồi? Dạ em tập từ năm lớp 8 và đến lớp 12 thì em nghỉ ạ. 4 năm, em tập em có thi đấu đối kháng nhiều không? Dạ em có thi đấu cho tỉnh nhà ạ. Em có thi đấu cho tỉnh nhà, thế thì bây giờ đúng là đối thủ cũng không hề là dễ chịu cho Thu Huyền một chút nào đâu. Suy nghĩ đang thẫn thờ trước nét đẹp của hai nàng vẫn hậu. Vẫn thẫn thờ à? Anh ơi, em thấy trong khán phòng hôm nay là rất nhiều nàng hậu. Ở trên kia cũng có Á hậu, dưới này cũng có Á hậu Luna và bên cạnh đó là mẫu hậu Ngọc Phước à. Em dắt xem đi về thôi, để em dắt xem đi về được chưa? Hôm nay em ngồi ở đây là một cái sự mà sai lầm đúng không ạ? Bây giờ có hai cô gái xinh đẹp như này thì anh muốn biết xem là nó có gây ra một chút vân vân để lựa chọn ai ủng hộ trong ngày hôm nay. Thực ra thì cảm xúc của em hiện tại ngoài cái thẫn thờ ra thì em hoàn toàn là choáng ngợp với những nét đẹp của những bông hoa trong sàn đấu ngày hôm nay. Mạnh mẽ thể thao nữa. Rồi bây giờ mình thử mình xem coi là ai sẽ có lợi thế hơn.
Theo như Nghị thấy thì bên đội đỏ có một cái sức trẻ và có sự nhiệt huyết, còn bên đội cam gần càng già càng cay. Thật sự là rất là khó để mà lựa chọn giữa hai đội này. Mình bớt thân thiện lại, mình thẳng thắn đi nè, đập vô mắt mình là ai, ai thu hút mình nhiều hơn? Ngọc Phước. Sai rồi. Thôi mình chú ý lên kia đi hả Ngọc Phước hả? Nhìn lên kia. Chắc là Nghị sẽ theo về phe của Đặng Thu Huyền. Wow. Còn Luna sao ạ? Dạ hậu với hậu ạ. Hậu với hậu. Ủng hộ á hậu. Em cũng muốn về hậu ạ. Hậu luôn ạ. Còn riêng em thì em thấy nó hơi bị trùng hợp một chút xíu là từ những cái tập gần đây á, thì thấy là đa số những người mà mặc màu đỏ thường sẽ chiến thắng nhiều hơn. Đúng rồi, chính xác. Cho nên là em cũng nghiêng về phía màu đỏ chút xíu. Ủa rồi mình chia ra hai phe. Chia ra hai phe chứ. Tí nữa bên trên kia đánh không xong là mình lên mình đánh luôn trên kia luôn. Dạ mình chia xe rồi đánh luôn. Mình làm tới luôn. Luna quậy không ạ? Quậy à, em có sẵn xích rồi nè, quậy học em luôn. Có vũ khí. Ôi, không được, bình tĩnh em ơi. Còn bây giờ ở phía kia, những bình luận viên chuyên nghiệp của chúng ta, anh Mai Thanh Ba, anh có đứng về phía những đồng nghiệp một thời của mình theo nghiệp thể thao không ạ? Chắc chắn rồi, bạn đã tập bóng chuyền thì tôi sẽ ủng hộ Đặng Thu Huyền mai thi đấu. Hy vọng là Huyền đừng dùng những cú đập của bóng chuyền nhá. Kinh khủng lắm. Chí Viễn, bạn đánh giá Thu Huyền và Hoàng Hạnh như thế nào? Hai em thật sự là quá lung linh và quá đẹp, và anh không hiểu tại sao trong sự nghiệp bình luận của anh lại đi bình luận một trận đấu mà hai người phụ nữ đẹp như thế này. Có thể nói về Hoàng Hạnh thì anh cảm giác là em vẫn có cái nền tảng của tập luyện Taekwondo, và nó cũng là một trong những thế võ mà em có thể áp dụng vào những bước di chuyển để em có thể né đòn được đối thủ, cũng như là em có được những cái kỹ năng để em có thể tận dụng. Còn với Thu Huyền thì anh lại thiên về một chút về sức trẻ cũng như là sự bền bỉ của em trong tập bóng chuyền, bởi vì là vận động viên thì nó rất là khắc nghiệt. Và để cho sân khấu này nó thật sự đích thực là một sàn đấu boxing thì lên trên này chỉ có là đấm hoặc bị đấm. Thì anh tin là hai em sẽ cố gắng đấm thật tốt, thật đẹp. Chắc là người mà cần chú ý nhất, quan tâm nhất trong ngày hôm nay chính là những anh cameraman. Bởi vì nếu mà cứ đánh cam như là những cái trận đấu bình thường là có nhiều khi là chúng ta không nhìn thấy những cái pha headshot đâu. Mà hôm nay phải đánh cam cao hơn mọi người hay làm. Bởi vì em ngồi đây thì em cứ nhìn ngước ngước lên rồi. Tất cả các bạn này đều là 1m75-76 cả, rất là cao nên chúng ta có lẽ là phải ngước nhìn đấy. Tôi chưa bao giờ thấy mình gọi là lép vế như này khi bước lên The Champion. Nhưng hôm nay sẽ không có cái lưới nào chia cách em và Hoàng Hạnh đâu. Đây là một môn thể thao đối kháng thực sự, tung ra một cú đòn vào mặt của đối thủ, cái cảm giác nó rất là lạ lùng. Em đã đấu thử bao giờ chưa và cảm giác đó của em như nào? Trong cái quá trình tập luyện thì em cũng có được huấn luyện viên cho thử đối kháng một vài lần. Rất là sợ khi mà mình đấm phải đối thủ thì sợ đối thủ bị đau. Thế nhưng mà sau vài lần mà mình được như thế thì mình cũng lì đòn hơn này và mình cũng máu chiến hơn ạ. Rồi anh nghe chữ được như thế là anh biết là tâm trạng nó như thế nào rồi. Hôm nay chắc là em cũng hy vọng là được như thế rất là nhiều. Còn với Hoàng Hạnh ở phía dưới kia, dưới hàng ghế của các bình phẩm viên, cũng có một người từng tập Taekwondo đấy. Dạ đúng rồi nè, đó chính là Ngọc Phước. Em cũng có tập Taekwondo hồi nhỏ ạ, nhưng mà bạn đánh em thì em khóc ạ, em không đấu đối kháng được ạ. Và sau đó là dừng luôn. Sau đó dừng luôn, nhưng em đánh quyền rất đẹp ạ, em đi bài quyền số 1 đẹp lắm. Anh có nhìn nhầm không? Hình như ở dưới hàng ghế khán giả như cũng có Taekwondo hay sao, BB Trần đúng không? Dạ. Châu Tuyết Vân hả? Một trong những người mang về nhiều vinh quang nhất cho thể thao Việt Nam trên đấu trường SEA Games, chúng tôi xin giới thiệu Châu Tuyết Vân. Dạ, em cũng đang tập và chung đội với chị Hoàng Hạnh, đó là team của anh duy nhất. À. Vân đã tập với Hoàng Hạnh rồi và cũng đấu thử với Hoàng Hạnh rồi. Và đặc biệt là khi mà mình đấm được một cái là chị sẽ đấm lại 2-3 cái. Ồ. Nên là hôm nay em tin chắc là chị vẫn sẽ giữ lửa như vậy và vẫn sẽ tiếp tục chiến nha chị. Anh Khánh ơi, em bật mí anh Khánh cái này nghe nè anh Khánh. Anh nghe em. Hôm bữa em coi cái trận Quyền Anh đầu tiên thì Châu Tuyết Vân bản lẻn đứng kế bên em, nói nhỏ vào lỗ tai em là tập boxing đi, bữa sau đấu với tôi nha bà. Vừa hạng cân đúng không? Hai đứa nhỏ nhỏ như nhau. Nhưng ngày hôm nay em có vài lời nhắn nhủ cho Tuyết Vân. Xin lỗi bà, tôi đấu được nha bà. Tôi sợ nha bà. Vâng thưa quý vị, đó là Châu Tuyết Vân, nhà vô địch Đông Nam Á về Taekwondo biểu diễn. Còn bên phía bên này, hãy cho một chút không khí những người sẽ ủng hộ Đặng Thu Huyền ngày hôm nay. Xin mời lên sân khấu Nguyễn Trần Duy Nhất và Trần Văn Thảo.
Trần Duy Nhất huấn luyện cho một người đẹp như Hoàng Hạnh vất vả không em? Bạn Hoàng Hạnh trước đó đã từng là một vận động viên taekwondo, mà bên taekwondo thì chỉ sử dụng chân không thôi, rất là ít sử dụng tay, cho nên là khi mà huấn luyện boxing cho Hoàng Hạnh thực sự là cũng rất là khó khăn. Và trong cái quá trình mà cho đấu tập thử rồi á, có nhiều lúc Hoàng Hạnh cũng lỡ giơ chân lên tới mặt địch thủ. Em làm anh háo hức xem trận đấu ngày hôm nay quá. Còn Trần Văn Thảo, học trò của Trần Văn Thảo có ý thức được rằng là 9 phút ở trên sân boxing này nó mệt không kém bóng chuyền không? Tao nghĩ là nó mệt hơn, tại vì mình phải đối diện với những cú đấm, đối diện với những cái tình huống mình phải cần phải xử lý nhanh. Đối với Thu Huyền là một vũ khí bí mật của team Thảo. Hãy đón xem Thu Huyền biểu diễn boxing trên võ đài. Tất cả đều rất chờ đợi hai người đẹp rất gắn bó với thể thao này thi đấu với nhau. Hôm nay chắc chắn sẽ là một buổi tối đặc biệt rồi. Bây giờ tôi sẽ mời trọng tài chính điều khiển trận đấu này lên sân khấu. Hai võ sĩ có thể trở về góc võ đài của mình. Trọng tài đã trở về góc trung lập của chúng ta. Các ringer sẽ bước ra và trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Thưa quý vị, hãy nhìn hai võ sĩ này và tôi nghĩ rằng đây là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của The Champion năm nay. Và quý vị sẽ không phiền nếu chờ đợi thêm giây lát nữa thôi, chương trình sẽ trở lại. Xin đừng chuyển kênh. Đã sẵn sàng rồi. Tôi chỉ cần thêm một chút âm thanh từ phía khán giả nữa mà thôi. Hiệp 1 bắt đầu. Boxer. Quý lệ. Không cao đầu. Cao đầu. Không ôm gì. Không đánh sau gáy. Chặn ra. Vụt lật. Và thưa quý vị, trọng tài đã xong các thủ tục và chúng ta chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ nhất. Hiệp đấu được bắt đầu và đây chắc chắn sẽ là một ngày thi đấu vô cùng đặc biệt đến từ cả hai người đẹp của chúng ta. Bắt đầu có những cú đấm đến từ bên phía Hoàng Anh rồi, cực kỳ chủ động, và với nền tảng đó là taekwondo thì có vẻ như Hoàng Anh đang cực kỳ chủ động trong những tình huống tấn công của bản thân mình. Ngay khi nhập cuộc thì Hoàng Anh đã liên tiếp lao vào và ra rất nhiều đòn đấm về phía Thu Huyền, nhưng Thu Huyền cũng đã rất bình tĩnh và đây là tình huống phản đòn đến từ võ sĩ của Hà Nội. Đã có những tình huống ngã rồi và trọng tài sẽ ra và nhắc nhở cả hai bên vận động viên. Đó là một tình huống trượt chân thôi của Thu Huyền và tôi nghĩ rằng không vấn đề gì, cô chỉ bị trượt trụ mà thôi. Cảm giác quen với sàn đài vẫn chưa thật sự đến với cả hai võ sĩ. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là bây giờ Thu Huyền đang có sự trở lại và Hoàng Anh đang bo găng để có thể chống đỡ những tình huống tấn công của Thu Huyền. Và vừa rồi đã có một tình huống phản rồng đến từ Hoàng Anh. Số 3, 3-4, 3-4 nào cũng được. Stop. 3-4. Đánh thẳng thôi, Hạnh đánh thẳng. Boost. Đánh thẳng, kéo về thủ. Trọng tài vừa nhắc nhở Hoàng Anh có một đòn đánh không hợp với boxing. Liên tiếp những tình huống tấn công. Và cả tiếp cận gần đến từ cả hai đối thủ nữa. Có vẻ như là sải tay dài đang cung cấp cho chúng ta một cái lượng nhiệt vô cùng lớn cho sàn đấu lần này. Những cú giáp đến từ Thu Huyền. Tuy nhiên sau đó thì cô cũng đã gặp phải những tình huống trả đòn rất tốt của Hoàng Hạnh. Một cú right hand thành công của Hoàng Hạnh. Bình tĩnh em, tự tin lên trên, tự tin làm đi Trang hồi nãy, tự tin lên. Thủ lên. Và bây giờ cả hai bên trở lại vị trí cân bằng khi mà vừa công vừa thủ cực kỳ khéo. Cú right hook không thành công của Hoàng Hạnh. Vừa rồi Thu Huyền đã có một tình huống né đòn khá hay và cô đã có một tình huống right hand, nhưng sau đó cô đã dính một cú right straight của Hoàng Hạnh. À, liên tiếp công trả đòn đến từ cả hai bên. Thấy mới đấm right hand. Rõ ràng là ăn miếng trả miếng là cực kỳ gay gắt. Đang có những tình huống chắc để giữ khoảng cách. Có cảm thấy lực ra từ những cú đấm của cả hai vận động viên là cực kỳ mạnh với bàn tay. Bóng chuyền cùng với các bàn tay của taekwondo. Rất tốt, vừa rồi là những tình huống body shot và head shot rất thành công của Thu Huyền. Cô đã có được sự hiệu quả và cả hai võ sĩ đang có những tình huống đều ra đòn trúng đích. Đúng rồi, Hạnh đo tiếp Thu Huyền tốt. Trọng tài vừa nhắc nhở Thu Huyền với một tình huống đánh vào sau gáy của đối thủ, đó là một đòn không cho phép trong boxing.
Và có vẻ như là với kỹ thuật đến từ cả hai vận động viên của chúng ta trong ngày hôm nay, hai võ sĩ của chúng ta trong ngày hôm nay, thì trọng tài sẽ phải làm việc vô cùng cật lực để có thể chỉ ra những cái lỗi đến từ cả hai bên nữa. Và liên tiếp những cái đòn tấn công, cú right straight thành công của Hoàng Hạnh, và sau đó Thu Huyền cũng đã có một cú trả đòn tương tự như vậy. Cả hai võ sĩ đều đã ghi được điểm trong tình huống tấn công vừa rồi. Thở nha, Huỳnh là phải thở, Huỳnh là phải thở nha. Sâu vô, ăn cỏ ra. Trong những tình huống vừa rồi thì khả năng né đòn đến từ cả hai vận động viên bởi cái bộ pháp, từ cái bộ môn mà họ đã luyện tập là vô cùng gay gớm. Còn 10 giây nữa hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại. Như vậy là một cú rush sẽ thành công nữa của Huỳnh. Huỳnh đã ghi được điểm trong một tình huống cô ra đòn và rút cực sát. Hiệp đấu đầu tiên đã khép lại và chúng ta vẫn chưa thể phân định được ưu thế rõ ràng thuộc về võ sĩ nào trong hiệp đấu này. Cả hai đã thể hiện rất tuyệt vời và họ đã ghi được khá nhiều điểm ở trong hiệp đấu thứ nhất. Thưa quý vị, hiệp đấu đầu tiên của trận đấu giữa Thu Huyền và Hoàng Hạnh đã kết thúc. Hiệp đấu xứng đáng với sự chờ đợi, vừa vào là cả hai lao vào tấn công nhau. Và thậm chí là đã có người trượt chân vì là quá nhiệt tình luôn. Và có những cú đánh rất là thú vị. Ví dụ như là Hoàng Hạnh đấm như này xong rồi quá tay rồi quay ngược trở lại quạt như này luôn, quạt như này luôn. Và ở bên kia, anh quan sát rất là kỹ, Lona thực hiện đúng động tác đấy ngay sau đấy luôn. Ồ, em né qua một bên mới được anh ơi. Em thấy sót Hương Hoa Tiết Ngọc quá ạ. Chị Hoàng Hạnh hay là chị Huyền đều cảm thấy rất là sung và em nghĩ trận 2 máu hơn nữa. Nhưng mà em nói cái cú trượt lúc nãy, em nghĩ là có không phải là vô ý mà trượt đâu. Cái đó là một sự cố tình kiểu mà mệt quá, chơi nghỉ xíu nha. Đó, xong cái đứa vậy đánh tiếp. Có ý đồ, có đúng. Ý đồ trong đó. Nhưng mà em thấy cái trận này lạ nè anh. Bữa giờ em coi mấy cái trận của mấy anh con trai á, là hiệp một lúc nào cũng giống như là vờn nhau một trước. Trận né giống như đợt trước anh Khánh nói vậy đó, cứ né, cứ dò, vờn, cứ tìm vờn vờn vờn. Nhưng cái trận này khác, vô là bụp 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 vô liền, bụp liền. Vô là cái tay xiết xiết thoăn thoắt luôn, đánh rất nảy à. Đánh nảy cực kỳ, chị Hạnh chỉ đánh cú nào nảy cú đó luôn à. Đánh nảy là đánh kêu bóc 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 à. Lên nè. Bây giờ có thay đổi không à? Em vẫn giữ quan điểm của em, vẫn là Thu Huyền đúng không? Vâng, vẫn là Thu Huyền. Thu Huyền mặc áo cam. Đâu, Thu Huyền bên kia em đi quần đỏ. Anh thử em chút rồi. Em vẫn chú ý và em vẫn cổ vũ thầm ở trong lòng em. Ê anh Mai Thanh Ba, cảm giác của anh thế nào khi mà cả hai lúc đầu thì rất cố gắng để thực hiện đấy, nhưng mà đến lúc mà khi tình huống xảy ra nó có những cái động tác rất là ngộ nghĩnh không anh Ba? Thực ra thì cũng hơi có chút bản năng một chút, và các bạn ấy là mới tập nên là kỹ thuật chưa được tròn lắm. Nhưng mà rất khen bạn Thu Huyền là bạn ấy đã từng thi đấu bóng chuyền đỉnh cao, nên là cái tâm lý của bạn rất là vững vàng. Trong mọi tình huống thì bạn xử lý rất là bình tĩnh, không nóng vội gì cả. Lúc nãy có một cú trượt chân thôi chứ không có vấn đề gì. Nhưng ngược lại bạn Hoàng Hạnh cũng rất là chịu khó tấn công. Đúng, của một người thi đấu đối kháng ấy đúng không? Đó, nhưng mà kỹ thuật của bạn ấy đang gọi là vụng về một tí. Nhưng mà tôi thấy đánh giá là hai bạn là thi đấu mà không cần phải thăm dò gì cả. Chính xác là như vậy, trận nữ nào cũng thế hết. Có trận nam lúc trước chúng ta xem các bạn phải mất nửa hiệp để thăm dò, nhưng hai bạn này là hoàn toàn không cần phải thăm dò gì cả, lên sàn là tấn công là luôn. Vào nhau ngay. Có một điều rất là quan trọng thưa quý vị, càng nhiều người tập boxing và những môn thi đấu đối kháng như này thì những người như anh Mai Thanh Ba càng cảm thấy vui đúng không anh? Đúng rồi. Đây là một sự quảng bá tuyệt vời cho boxing và cho những môn thể thao đối kháng mà nhiều khi là phụ nữ không dám tham gia. Qua những trận đấu như thế này thì tôi sẽ hy vọng là các bạn nữ sẽ đi tập thể thao nói chung và boxing hay là những bộ môn thể thao đối kháng nói riêng và sẽ càng ngày càng đông hơn để rèn luyện cho sức khỏe của mình và ý chí của mình. Quang Hùng thì cảm thấy hơi lo chút thôi. Em thấy nào khi các người đẹp mà thi đấu với nhau như này? Ngày hôm nay có rất nhiều người đẹp nhưng mà không ai là hoa hậu thân thiện cả. Lao vào nhau chiến rất thẳng thắn. Người ta hay bảo là đàn ông mới là những người thẳng thắn, nhưng mà không, ngày hôm nay thì em thấy là những cái người đẹp của chúng ta đánh rất là thẳng thắn, đánh là đánh, đấm là đấm luôn. Em thấy Lona có phản ứng, bởi vì nói là nhiều người đẹp mà không có hoa hậu thân thiện, nhưng mà em phải nhìn Lona có rất thân thiện. Lona có đánh ai đâu. Bên cạnh có Ngọc Phước nữa, hoa hậu chịu đựng, ngồi đấy với cả BB Trần, trận nào cũng bị dần lên dần xuống mà vẫn là tươi trẻ với tất cả mọi người. Anh phục em lắm anh Ngọc Phước. Dạ, em cảm ơn Khánh nha. Vài bữa nữa anh Khánh sẽ thấy em bớt tươi trẻ lại và cọc cằn nhiều hơn trên sàn đấu ạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ hai võ sĩ của chúng ta đã sẵn sàng để bước vào hiệp 2 rồi. Các ringer hãy đưa ra dấu hiệu của hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu.
Thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Hoàng Hạnh và Thu Huyền. Một hiệp đấu thứ nhất đã diễn ra vô cùng sôi động và cả hai cũng đã có được những đòn đánh hết sức chất lượng. Này, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Ở hiệp thi đấu thứ hai lần này, có đúng như vậy, vị trí của Hoàng Hạnh liên tiếp là người mở cánh tấn công và những cú sát liên tục vào đầu của đối phương. Khả năng headshot là có trong tình huống vừa rồi. Đó là những tình huống ra đòn bằng tay phải khá chất lượng đến từ Hoàng Hạnh, những cú ra đòn khá nặng. Body shot đến từ Thu Huyền. Đó là một cú body shot rất tốt. Và Hoàng Hạnh cũng đã có tình huống trả đòn, nhưng Thu Huyền cũng đã né được. Rất may mắn trong tình huống vừa rồi khi né thành công. Liên tiếp là những cú đấm crush đến từ cả hai võ sĩ. Những cú đấm càng về sau càng khó né đi. Cú right straight thành công đến từ Thu Huyền. Và các đối thủ sử dụng nhiều chiến thuật cũng như là cú đánh cực kỳ hiểm hóc trong tình huống vừa rồi. Thu Huyền đang giáp em body shot. Sao vô, gạt cái tay xuống, đúng rồi. Khi mà liên tiếp lừa đối phương và có những tình huống như ở viên trên nhưng mà đấm phía dưới tạo ra cái khoảng cách là vô cùng tuyệt vời. Cú đấm cấm không thành công của Hoàng Hạnh và lúc này thì Thu Huyền đang giữ khoảng cách khá tốt. Hoàng Hạnh đang cố gắng tiếp cận Thu Huyền. Tuy nhiên Thu Huyền đang cho thấy được sự điềm tĩnh và cô vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách với đối thủ để đối thủ không có được cơ hội để ra combo đòn. Chỉ có những đòn jab và những tình huống tiếp cận của Hoàng Hạnh mà thôi. Và những cú right shot lúc này vẫn chưa thật sự hiệu quả đến từ Hoàng Hạnh. Hoàng Hạnh giống như một cơn lốc màu da cam vậy, né cũng như là xoay chuyển tình thế vô cùng dẻo trong tình huống vừa rồi. Thậm chí là tung ra những cái đòn đấm phải gọi là khiến cho Thu Huyền đôi phần là phải lùi lại trong tình huống vừa rồi. Nhưng hãy cẩn thận phía dưới chân, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể có được những tình huống ngã như ở trong ván thi đấu đầu tiên vậy. Hoàng Hạnh đang rất cố gắng thực hiện những đòn đấm bằng tay phải, những đòn đấm rất nặng, nhưng lúc này thì mục tiêu cũng vẫn chưa thành công. Và vừa rồi là một tình huống trả đòn jab rất tốt đến từ Thu Huyền. Và cả hai đối thủ đó là một cú right shot thành công của Thu Huyền và sau đó là một cú left hook. Đã có tín hiệu đến từ trọng tài rồi. Vai. Có vẻ như là Hoàng Hạnh đã bị đau ở vai của mình sau khi dính phải một đòn left hook rất là chuẩn xác của Thu Huyền. Thì Hoàng Hạnh đã bị đau ở một tình huống có lẽ là cô cũng đã theo quán tính của mình, cô ra đòn nhưng không trúng đích. Những võ sĩ của chúng ta mặc dù đã có một quãng thời gian nhất định để làm quen với cả boxing, tuy nhiên lên khán đài với tâm lý của thi đấu thực sự, những chấn thương là hoàn toàn có thể xảy ra với các khớp vai, đặc biệt là khớp vai ở trong boxing này. Nó cũng là điều rất dễ thấy ở những người mà mới chơi boxing đúng không ạ? Đúng rồi, ngay như lúc đầu tôi đã nói là trong lúc tình huống thi đấu thì bạn có thể hơi ham đòn, tay vung ra quá nên là dẫn đến chấn thương. Và anh Mai Thanh Ba, anh có để ý thấy không là những người mà mới chơi, nếu như mà mình bị trúng một đòn thì thường thường là võ sĩ chuyên nghiệp người ta sẽ lùi lại cẩn trọng hơn, nhưng mà phụ nữ mà bị trúng một đòn là lập tức phải trả ngay một đòn khác và rất nguy hiểm, điều đó anh có thấy không ạ? Đúng rồi, trong chuyên môn hơi tham đòn, máu thi đấu quá, muốn cống hiến quá nên là mọi người ta quên cái nguy hiểm đi. Theo tôi nghĩ thì cái chấn thương của bạn do khớp vai thôi, theo tôi nghĩ cái này thì cũng không có gì là nặng lắm, nên là bên bộ phận y tế nên cho một ít đá để chườm lạnh cho bạn ấy trong khoảng 10 phút, xong rồi bỏ ra để 5 phút sau lại chườm lại một lần nữa, thì trong khoảng 20 phút thôi là cái vai của bạn nó sẽ đỡ, bạn sẽ mất đi cái cảm giác đau và sau này bác sĩ người ta nắn lại khớp và sẽ hồi phục thôi chứ không có vấn đề gì cả. Trận đấu như thế này thì kết quả thường thường là sẽ như nào ạ? Tình hình như này thì là bác sĩ sẽ quyết định dừng trận đấu và trận đấu được quyết định là knockout kỹ thuật. Đây là knockout kỹ thuật rồi đúng không ạ? Chí Viễn thì thấy là sao? Những tình huống như này bạn đã gặp phải khi mà bình luận các trận đấu boxing chưa? Em gặp rất nhiều rồi, rất nhiều những tình huống knockout kỹ thuật như này. Kể cả là những người chuyên nghiệp đúng không? Vâng, chuyên nghiệp rất nhiều luôn anh. Khi họ quá quyết tâm trong một đòn đánh và họ không kiểm soát được lực ấy, thì họ bị lố, đối thủ né được thì họ đôi khi dẫn đến trật khớp vai. Thì những cái điều đó cũng rất thường xảy ra. Đó là thậm chí là những vận động viên nam, những võ sĩ nam rất là nổi tiếng. Trận đấu này ở tình huống mà Hoàng Hạnh bị đau ấy thì em thấy rằng khi mà cô lao vào đấm Thu Huyền ấy thì cũng đã trúng được Thu Huyền, nhưng mà nó hơi chịch choạc. Tay của Hoàng Hạnh khi đó chưa kịp thu về thì Thu Huyền sau đó thực hiện một cú left hook và trúng vào Hoàng Hạnh luôn. Hoàng Hạnh hơi chúi xuống và sau đó là cô đau luôn, ôm luôn. Em nghĩ rằng ở trận đấu này cái sự kiểm soát trận đấu và cái khả năng mà phòng thủ cũng như là điềm tĩnh của Thu Huyền và cả cái mặt thể lực thì Thu Huyền cho thấy là cô nhỉnh hơn so với Hoàng Hạnh. Và thực tế thì nếu như trận đấu có tiếp diễn đi nữa thì em vẫn nghĩ là lợi thế vẫn nghiêng về phía Thu Huyền nhiều hơn. Tôi nghĩ là các bạn khán giả hãy cho cả hai người đẹp của chúng ta một tràng vỗ tay đi ạ. Họ đã thi đấu rất hết mình, mặc dù không phải là bộ môn sở trường nhưng họ ngày hôm nay đã thi đấu rất hết mình rồi. Nhưng mà phải công nhận một điều là
Em có thấy không, đội ngũ y tế chương trình rất là chuyên nghiệp. Rất lẹ luôn. Vừa thấy chấn thương thôi là bay lên liền. Và bây giờ đang chăm sóc cho Hoàng Hạnh bên kia. Và ở đây tụi em rất là mong là Hoàng Hạnh mau chóng hồi phục để trở lại với sàn đấu à. Tại vì em thấy trong cái trận này á, kể cả Huyền hay là chị Hạnh đều rất là tập trung. Xuất sắc luôn ạ. Tập trung cực kỳ, Huyền là tập trung, Huyền quan sát, Huyền né. Nhưng mà Huyền đợi cái cơ hội để mà Huyền phản đòn. Còn chị Hạnh là chị Hạnh tập trung vô, đánh cú nào đã cú đó, nhưng mà có những cú nó bị đã quá. Đã quá hả? Nó quá đã đi luôn. Quá đà, cái đó là quá đà. Đó, thì nó hơi ủ một xíu, nhưng mà em quá là nể hai chị luôn á. Quá đỉnh. Đây là một trận đấu thật sự rất là cảm xúc, năng lượng rất là máu lửa luôn. Rất máu lửa luôn á. Bây giờ thì trận đấu thì cũng đang tạm dừng, thì không biết là mình cũng đã từng thi đấu thì mình có gặp trường hợp như thế này chưa? Dạ, nếu mà đối với các vận động viên thì cái việc chấn thương là chuyện đương nhiên và sẽ thường xảy ra trong lúc mình tập luyện. Nhưng mà còn trên thi đấu thì đó là một điều không may mắn, khi có thể là chúng ta chưa khởi động kỹ là một, có thể là chúng ta quá sung, kiểu là cái lửa của chị Hoàng Hạnh đang rất là cháy, khi mà tấn công thì chị sẽ trả đòn lại. Vân cũng hy vọng là chị sẽ ổn. Không sao hết cả. Quan trọng là tinh thần và ý chí của chị trong lúc chị tập luyện và kể khi là chị đặt chân lên trên sàn này. Và Vân hy vọng là chị vẫn sẽ tiếp tục giữ lửa và chiến đấu là một The Champion. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc so tài ngày hôm nay, cả hai võ sĩ đã nỗ lực rất là nhiều. Và điều quan tâm nhất của chúng ta lúc này có lẽ là chấn thương có nặng hay không. Tình hình của Hoàng Hạnh vào lúc này như thế nào rồi, anh Nguyễn Trần Duy Nhất? Trong hiệp đấu thì Hạnh đã cố gắng dùng cái đòn đấm số 2 để tung ra. Thì sau những lần đánh hụt thì Hạnh đã bắt đầu bị mỏi tay và cũng ráng đấm rướn ra thì bị sút bằng vai bên phải. Nếu được sự chăm sóc của bác sĩ thì mình nắng vô thì chấn thương cũng không có nghiêm trọng lắm. Thì sức khỏe tình hình thì Hạnh vẫn đang ổn. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn cổ vũ cho Hoàng Hạnh. Huyền cảm thấy trận đấu ngày hôm nay như nào? Đầu tiên khi mà bắt đầu bước vào trận đấu ấy, thì em cảm thấy chị Hạnh rất là quyết tâm và chị có một cái độ tập trung rất là cao khi mà chị đã liên tục tung những cái cú đòn để tấn công em. Có thể là lúc mới đầu vào thì em bắt nhịp trận đấu cũng hơi chậm một chút, thế nhưng mà sau vài pha thì em cũng đã bắt nhịp lại được ạ. Rất là cảm phục chị khi chị có cái tinh thần quyết đấu rất là quyết tâm và chị rất là mạnh mẽ. Và em chúc chị sẽ luôn mạnh khỏe và sẽ sớm bình phục ạ. Cảm ơn Thu Huyền. Và bây giờ chúng ta sẽ để cho trọng tài quyết định kết quả của trận đấu ngày hôm nay. Người chiến thắng ngày hôm nay thuộc về Đặng Thu Huyền. Và bây giờ kỷ niệm chương, một kỷ niệm, một dấu ấn rất là đẹp của Hoàng Hạnh. Bạn đã vượt qua tất cả và bạn đã thể hiện một hình ảnh đầy ý chí trong buổi tối ngày hôm nay. Phần thưởng dành cho bạn, hãy nhớ kỷ niệm này và đừng bao giờ nản chí với cả thể thao. Tôi cảm thấy là chị Hạnh đã rất là tôn trọng cái môn thể thao này và quan trọng hơn là tôn trọng đối thủ của mình khi mà chị đã cống hiến hết cái khả năng của mình. Và tôi cũng vậy, tôi cũng rất là tôn trọng những cái đối thủ chiến hết mình như thế. Phải nói là khi mà tôi vô địch bóng chuyền thì đấy sẽ là niềm vui của đồng đội. Thế nhưng mà với đai vô địch của boxing thì dĩ nhiên cái cảm xúc này sẽ rất là khác với bóng chuyền, bởi vì đây là cái sự nỗ lực của mình, cái sự quyết tâm của mình, và đây là một cái cảm giác rất là khó tả đối với Huyền, bởi vì đây là một cái phần thưởng đầu tiên mà Huyền đã tự cố gắng để có thể giành được nó. Hiện tại bây giờ là em chỉ có là sự hối tiếc thôi, tại vì em đặt niềm tin vào chiến thắng ở phần thi này, nhưng mà đây là một cái sự cố không ai mong muốn điều này xảy ra cả. Vậy nên là em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự là trước đây em có chuyện gì xảy ra thì cũng một mình em chịu đựng thôi, nhưng mà hôm nay ngay tại đây có rất là nhiều người ủng hộ em, cổ vũ tinh thần cho em, an ủi em. Em cảm thấy rất là xúc động. Hôm nay là em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tiếp theo chương trình
nhà vô địch đêm nay sẽ được hâm nóng bởi trận sâu găng của cặp đôi diễn viên Hải Nam và Hữu Thanh Tùng. Hai võ sĩ này sẽ mang đến những bất ngờ gì trên sân khấu của nhà vô địch? Quý khán giả đừng rời khỏi màn hình vì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Cùng theo dõi chương trình truyền hình thực tế về thể thao The Champion, nhà vô địch. Nếu quý vị đã theo dõi chương trình này thì quý vị cũng biết rằng khu vực vũ đài ở phía sau lưng tôi là nơi nóng nhất, còn khu vực sôi động nhất có người đồng hành của tôi, BB Trần. BB Trần xin chào quý vị khán giả và xin chào anh Quốc Khánh ạ. Hôm nay đứng kế bên BB Trần sẽ là một nghệ sĩ hài cũng rất duyên dáng và cũng phong độ không kém nữa, đó là diễn viên Xuân Nghị. Hôm nay không những phong độ mà còn phong trần nữa. Mình đã suy nghĩ tới cái chuyện mà mình sẽ tham gia thi đấu chưa? Trời đất ơi, sao hỏi câu gì tế nhị quá vậy? Sao tế nhị? Thật ra là cũng có được bên sản xuất mời, nhưng mà Nghị đang đợi xem. Đang đợi cái sức khỏe mình ổn định hay sao ạ? Thứ nhất là sức khỏe ổn định, thứ hai là Nghị cần phải có một cái đội ngũ y tế rất là dày dặn kinh nghiệm, hùng hậu nữa, thì mình mới tự tin để mình tham gia được. Nhưng mà Nghị có nghĩ là mình cũng nên chuyển hướng không? Tại trước giờ mình quen là diễn viên hài trên sân khấu rồi, thì bây giờ mình làm võ sĩ hài chẳng hạn. Võ sĩ hài thay vì người ta đánh đấm thì người ta mang lại sự kịch tính. Nếu mà như vậy thì Xuân Nghị xin được đối kháng với lại BB Trần gì á. Ê, bao nhiêu ký? 64 ký. Tụi mình đang cùng hạng cân. Uầy, lên sàn luôn. Lên luôn. Trước khi mà mình tới với trận đấu thì mình cũng phải thư giãn một chút với âm nhạc. Và tiếp theo đây sẽ là một phần biểu diễn của một ca sĩ rất là đẹp trai và đang được giới trẻ yêu thích, ca sĩ Jason. Tay đang rung lên, chân đang rụng rời thì cũng chẳng làm sao. Thân đang kêu đau, đôi mắt mịt mờ thì cũng chẳng làm sao. Cơ hội ngay trước mặt mình rồi kìa, còn chần chờ gì nữa. Cơ hội chiến thắng ngày càng gần kề, còn chờ đợi gì nữa. Bounce, bounce, born on the ground. Nhân danh tên ta mà song lên 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 nào. Nghe trên con tim như đang cơm như đang gạo. Adrenaline đang tăng lên thật là cao. Go up, never back down. Tay nữ còn bằng và ném lên tận trời cao. Chẳng lên tận mây và chẳng đến những vì sao. Come on, do it now. Ta cùng đốt cháy sân này, cùng cháy đêm này. Vì những phút cuối ta còn ở đây. Không cần phải tiếp thân này, ta chỉ biết lúc này. Khoảnh khắc chiến thắng trong tầm tay. Bây giờ là lúc sông lên nào các anh em. Chạy đua thời gian ta cùng vượt lên. Cơ hội đã đến rồi, ta cùng chết ngay thôi. Just do it now. Slam down. Slam down. Chúng ta đã có một cơ hội. Ở đây đi cao, ta sẽ phải dũng cảm vượt qua thử thách. Cơ hội đã được trao, ngày hôm nay ghi danh chiến công hiển hách. Lùi qua trái, lùi qua phải, cẩn thận đằng trước. Vừa lên trái, vừa lên phải, chẳng thể lùi bước. Mục tiêu trước mắt, chẳng có lối tắt, ta cứ tiến lên. Mồ hôi nước mắt, để ngày hôm nay ta cố gắng thêm. Nhân dịp tiên ta mau sống lên 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 nào. Nghe cho con tim như đang kêu như đang gào. Quay lên nào, quay lên nào, quay lên. Sẽ luôn tin vào chính mình.
Cảm ơn Jason cùng với Vũ Đoàn đã mang tới cho The Champion một sự khởi động rực lửa. BB Trần, em đón Jason về đội của các em nha. Dạ được anh. Các bình luận viên chuyên nghiệp của chúng tôi đang ngồi ở kia, đó là Quang Hùng, Hà Hiền và ông Mai Thanh Ba, là tổng thư ký của Liên đoàn MMA Việt Nam. Bây giờ sẽ là hai gương mặt xuất hiện trên sàn đấu ngày hôm nay, đó là hai diễn viên Hữu Thanh Tùng và Ngô Hải Nam. Nam đang cảm thấy khá là hồi hộp và có một chút gì đó hơi lo sợ. Nam phải đấu với một đối thủ là chính là người anh của mình và cũng chính là một đồng đội của mình tập ở trong cùng một lò luyện. Tuy nhiên thì khi mà bước lên sàn đấu thì cái việc mà mình tôn trọng đối thủ là mình phải thể hiện được những cái gì mà mình đã học, bởi vì anh Tùng cũng đã cố gắng tập luyện chăm chỉ để lên sàn đấu và mình tôn trọng đối thủ thì mình phải thể hiện hết mình. Cảm giác đang rất là hồi hộp và cũng rất là sung sức để chuẩn bị đọ sức với Hải Nam. Hai anh em mình chung một team, nhưng mà ngày hôm nay hai anh em mình sẽ phải chiến đấu với nhau. Hãy đợi đấy. Mặc dù anh Tùng là một người anh, là một đồng đội của mình, tuy nhiên thì hôm nay Hải Nam sẽ cố gắng hết mình và giành chiến thắng. Tôi yêu thể thao và tôi lao vào cuộc sống một cách lạc quan nhất, vui vẻ nhất và tích cực nhất. Nghĩ khác và mơ lớn là chìa khóa tích cực cho tôi sẵn sàng thay đổi để chạm đến cái đích của riêng mình một cách tự tin và đầy kiêu hãnh. Em chào anh thầy. Ôi, yeah. Nam, mới vào hả? Dạ, em mới vào chiều nay. Bữa giờ có tập đều giáo án của thầy không? Thầy lại không tin tưởng em rồi, thầy thử cái biết ngay. Thiệt không? Thiệt chứ. Nam. Wow, phản xạ tốt nha. Để quăng vô luôn. Vô. Nam. Dạ. Biết đối thủ của mình là ai chưa? Ồ, em chưa. Nguyễn Hữu Thanh Tùng á. Hữu Thanh, em tưởng anh Hữu Thanh Tùng là cùng đội với cả mình. Vấn đề ở đó mới chết á. Thầy cũng không ngờ là hai anh em chung đội lại đấu với nhau nữa. Thầy đã bao giờ trong sự nghiệp của mình mà thầy đấu với một người đồng môn của mình chưa? Có chứ. Chương trình The Champion đưa người ta hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Lúc đầu Nam chỉ nghĩ là mình đến mình tập xong rồi mình sẽ được đấu với một đối thủ của một đội khác. Thì nó khá là đơn giản, nhưng mà bây giờ chương trình lại ra một cái thử thách là mình phải đấu với một người là đồng đội của mình. Wow, bất ngờ quá. Nhưng mà cần phải tập thêm nữa cho trận đấu sắp tới. Em sẽ cố gắng hết sức. Yeah. Thời gian nào. Ai ba. Yeah. Đây là một trận đấu rất là đặc biệt, bởi vì bản thân Thảo đã từng trải qua những trận đấu này rất là nhiều lần trong đời. Tưởng rằng anh em xuống đài không còn nhìn mặt nhau nữa, nhưng mà thực tế nó hoàn toàn ngược lại. Anh Tùng cũng như Nam là sẽ rất muốn có được chiến thắng khi mà cả hai anh em thi đấu trên sàn đấu, cho nên là Nam sẽ cố gắng hết sức, dù kết quả có như thế nào nhưng mà Nam sẽ cố gắng để cho mọi người có thể có một trận đấu mãn nhãn nhất ở trên sân khấu. Thảo nghĩ đây là một cơ hội, một may mắn cho cả Thanh Tùng và Hải Nam. Thầy chia sẻ kinh nghiệm cho em đi, chiến thuật khi mà hai đồng môn đấu với nhau. Ok, chiến thuật thì thầy không biết đâu, tại thầy đứng chính giữa mà. Nam tự lo nha. Ok thầy. Hải Nam đa màu, giàu năng lượng. Anh Quốc Khánh ơi, chưa gì mà em thấy nóng thật sự luôn anh. Trên này nóng hơn nhiều em ơi. Anh ơi, võ đài của chúng ta hôm nay á, quá nhiều sự đẹp trai anh à. Đẹp trai đến từ bạn Thanh Tùng nè, bạn Hải Nam anh nè. Anh cảm ơn em. Anh Quốc Khánh nè, Jason nè, Xuân à. Ngồi anh, không ngồi, hết ngồi, rồi ngồi, anh ngồi. À. Hết rồi em. Dạ hết rồi. Sao em lại xếp cuối thế nhỉ? Quá đáng. Thưa quý vị, Hữu Thanh Tùng, anh là một trong những người được mệnh danh là đen đủi nhất của điện ảnh Việt Nam, bởi vì là vào vai nào thì cũng bị ăn đòn. Vậy thì ngày hôm nay anh có thể coi đó là một thế mạnh của em, bởi vì là trong boxing ấy, chịu đòn là một điều rất là quan trọng.
Còn thưa quý vị, đây là Ngô Hải Nam. Hôm nay em có thể dùng trí tuệ để đấu lại đôi găng của Hữu Thanh Tùng được không? Dạ có anh ạ, em dùng trí tuệ của em để em chạy quanh vòng sân này. Dạ, và em né đòn. Cũng hay đấy. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay hứa hẹn hấp dẫn rồi BB. Một bên dùng trí tuệ, còn một bên sẽ đuổi theo. Anh ơi, em thấy bạn Tùng nói là mặt bạn hiền thì em thấy là hơi sai sai một xíu. Tại vì nếu mà gương mặt hiền thì người ta sẽ không chọn vào những cái vai mà bị ăn đòn vậy đâu. Hiền là phải nói tới là Xuân, cái son nè. Cái gì vậy, cái gì vậy BB? Sao mà cứ mất mấy người ta hoài vậy? Bên đây người ta mặt thánh thiện, còn bên đây mặt hơi hề. Có cái mặt nữa gọi là mặt gợi đòn đấy BB. Oh. Và anh nghĩ là Hữu Thanh Tùng là rơi vào cái trường hợp mặt gọi đòn này. Thành ra là vào vai diễn nào cũng bị đánh. Dạ đúng rồi, đúng. Không, cái đó thiệt anh ơi, công nhận anh ơi. Vậy thì khán giả mới tin được. Đúng. Phải chọn vào đúng nhân vật. Để anh hỏi Hải Nam xem có đúng không. Cũng hơi hơi đấy anh. Hơi hơi nữa. Em phải có tâm trạng đó ngày hôm nay thì em mới thắng được đối thủ. Em thấy ở hai bạn này á, khó đoán nha anh. Xuất thân từ diễn viên thì mình không biết là cái sức lực cũng như là cái sức bền của các bạn như thế nào. Không, anh sai rồi anh BB ạ. Em là người quen hai anh luôn. Em biết hai anh luôn. Rồi, vậy là có người nhà ở đây luôn. Quá tiện. Hai anh này là chùm khoe body trên mạng xã hội, anh biết không? Anh mà vào mạng xã hội cái là hai người tập hàng ngày luôn. Là có tập thể thao hàng ngày luôn. Sáu múi cuồn cuộn. Vậy theo em thì bây giờ em nghĩ cái sức của ai sẽ hơn ai? Anh lại làm khó em mẹ. Khó thấy chưa? Khi mà tới đây là em mong chờ một cái trận đấu nó phải gọi là gây cấn, căng go với nhau đúng không? Nhưng mà khi mà biết được là hai bạn là bạn thân của nhau thì không biết là thi đấu thì có nhường nhịn nhau hay không. Thật ra hai anh em tụi em rất là thân, nhưng mà khi mà bước lên sàn đấu này rồi tụi em là hai chiến binh. Khi mà mình đã xác định mình tham gia chương trình và khi mà mình đã thi đấu với nhau thì chắc chắn phải có một người giành chiến thắng. Tôi có thể khẳng định với quý vị điều này là rất nhiều cặp bạn bè, anh em chiến hữu ở ngoài đời bước lên sàn đấu của The Champion cuối cùng phải đọ sức cùng với nhau. Nhưng có một điều chắc chắn là sau cuộc đấu đấy, tôi thấy ai cũng ôm nhau thật là chặt. Sau ngày hôm nay, mối quan hệ sẽ càng ngày càng gắn kết hơn. Đó chính là thông điệp của The Champion của thể thao, thưa quý vị. Vậy mà em thấy cái khu vực của em nó ngược lại anh ơi. Em thấy là sau khi mà bạn Ngọc Phước và bạn Hải Triều đấu vỗ mồm với nhau á, xong là bây giờ hai bạn nghỉ chơi nhau luôn rồi. Đó, vì đâu xuất hiện ở đâu. Nếu mà em không tin anh, em quay sang em cho Xuân Nghị một đòn cho anh. Cuối cùng là hai người sẽ yêu quý nhau hơn. Anh ơi, anh ác quá. Nhưng mà muốn cả ba khách mời ở đây sẽ cùng nhau dự đoán đi. Tại vì cái trận này em thấy là khó đoán á. Anh Nam ấy thì anh cũng tập boxing cũng khá lâu rồi, bởi vì thấy post hình boxing nhiều lắm. À là cũng có rồi. Vâng, anh Tùng ấy thì là một người rất là chăm chỉ tập gym, tập thể thao, cũng post hình rất nhiều. Vâng. Thì em chỉ thông tin như thế thôi, nhưng mà em nghĩ rằng là cái ca này cũng khó nhở. Một trong hai thôi em. BB ạ, nếu mà post hình lên mạng xã hội ấy thì cái găng ngày hôm nay nó không có hình trái tim để em thả đâu em ạ. Ngày hôm nay găng là thả vào giáp của nhau để ghi điểm đó em. Cho nên là bây giờ em coi như là mình kiên định một lần thôi. Thôi nhá, em dự đoán đó nhá hai anh ơi. Đừng có mà xích mích tình cảm với em nhá. Em dự đoán đó nhá. Em sẽ dự đoán anh... anh Tùng đi. Hay quá. Đó, ít ra phải vậy chứ. Nghĩ, sao nghĩ? Cho Nghị được lựa chọn dựa trên cái ngoại hình. Cái ngoại hình của bạn Tùng á thì bạn ấy phong trần hơn. Với là cái kinh nghiệm bị ăn đòn nhiều. Mà hồi nãy anh Quốc Khánh nói là ở trong cái võ đài thì chịu đòn nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Cho nên là trong trận này thì Nghị nghĩ là Tùng ăn đòn nhiều đó. Ủa, chứ không phải là Tùng thắng hả? Là Tùng ăn đòn nhiều thôi hả? Thì đó, cho tôi chọn Hải Nam mà. Là Nghị chọn Hải Nam hả? Nghị chọn Hải Nam mà. BB Trần ơi, anh chỉ nhắc với em một điều rằng là các cái tập trước ấy em nhớ không? Dạ. Tức là lúc đầu thì là chọn người này, mà lúc sau lên khi mà hai người lao vào nhau đánh nhau rồi là ở dưới là ủng hộ cho người còn lại thôi em ạ. Đổi ý liền luôn anh. Thôi bây giờ là mình cân đối luôn đó anh. Là một bên là Hữu Thanh Tùng nè, còn một bên là Hải Nam nè, còn em ở giữa thì em chọn anh Quốc Khánh. Còn một điều đặc biệt nữa của hai đối thủ Hữu Thanh Tùng và Ngô Hải Nam, cả hai võ sĩ của chúng ta cùng thuộc về một team của võ sĩ Trần Văn Thảo. Xin mời lên sân khấu huấn luyện viên Trần Văn Thảo. Xin lỗi vì hôm nay là những trận đấu vừa qua Thảo cổ vũ nhiều quá
la nhiều quá rồi, cho nên nói chuyện hết nổi, giọng hơi khàn, cho nên mọi người thông cảm cho Thảo. Trong trận đấu này thì diễn ra giữa hai học trò của Thảo, hai người đó đều có tập trung với nhau, quá là hiểu nhau rồi. Thanh Tùng về mặt thể lực và sự lì lợm và ý chí không bao giờ bỏ cuộc, còn Hải Nam về kỹ thuật rất là tốt và độ tỉnh táo trong boxing. Ai mà đem được cái tinh thần thượng võ lên đài boxing và cống hiến hết mình trong trận đấu và thể hiện hết mình là người đó sẽ giành được chiến thắng trong trận đấu này. Cho nên Thảo đưa ra một quyết định để thử thách cho hai bạn để tìm ra ai là chiến binh thực thụ. Trần Văn Thảo là một huấn luyện viên cực kỳ nhiệt huyết với các học trò của mình. Bước lên võ đài rồi là phải thi đấu phải tấn công, phải đẹp mắt. Và anh nhìn thấy em động viên mọi người rất là nhiều. Anh không hiểu là cái phong cách huấn luyện của thầy Thảo là như thế nào. Có bao giờ la mắng quát nạt học trò? Thật ra thì Thảo chẳng có khi nào quát mắng hết đó. Nhưng mà Thảo sẽ nhìn ra những cái điểm yếu, là ví dụ như là anh Tùng, anh có sức mạnh đó nhưng mà anh hãy tập trung vào kỹ thuật nhiều hơn. Thảo có một cái động lực rất là tốt, mọi người rất là kích thích cái tinh thần tập luyện đó. Cho nên là em hay Hải Nam hay là tất cả anh chị em trong team đó, nhiều lúc tập từ sáng tới chiều để chuẩn bị cho giải đấu, nhưng mà rất là sung, rất là sung và không có biết mệt mỏi và quan tâm về ăn uống, ngủ nghỉ của tất cả mọi người. Đó là một điều em rất là trân trọng, giống như là một cái người thầy cho mình biết một cái bộ môn mới. Jab, one two, one two, one two, left two, pass, again, pass, pass, one two roll, one two roll. Nam tập trung. Xin lỗi em tới trễ. Giới thiệu với thầy, đây là môn của Cát Đỏ. Ông này trong phim cầm roi hay quýnh gái người ta không nè? Đúng rồi thầy, nhưng mà đấy là trong phim thôi, chứ ngoài đời con gái người ta đánh không à? Tại sao lại đi trễ? Tại em gửi con ngựa. Dự tính quýnh boxing hay lắm nè. Thay đồ đi tập. Đi thay đồ đi. The Champion là sân chơi dành cho những người đàn ông đích thực. Và chắc chắn Tùng sẽ không bao giờ từ chối cơ hội bước lên sàn đấu. Khi biết mình chiến đấu cùng với một người anh em ở trong đội, Tùng cũng khá là bất ngờ. Nhưng đã là luật chơi, Tùng sẽ tôn trọng khán giả, tôn trọng Hải Nam, chiến đấu hết mình. Yếu cái gì thì ta sẽ tập luyện cái đó. 100 lần không được thì 1000 lần, chắc chắn ta sẽ giỏi. Thà chịu đau đớn trên sàn tập còn hơn là chịu knock out trên sàn đấu. Tin vào điều mình làm là đã đi được hơn nửa chặng đường. Bây giờ, sau khi mà những chi tiết về chiến thuật và tinh thần bắt đầu lộ ra dần rồi thì tôi muốn hỏi xem là các bình luận viên chuyên nghiệp nghĩ gì về cuộc so tài ngày hôm nay. Đối với Hiền, kinh nghiệm mình xem rất là nhiều các trận và cũng giống như là các giải đấu thì luôn nhìn thấy được là những cái trận người quen biết với nhau thì thường là sẽ là những cái trận nảy lửa nhất, quyết liệt nhất, tại vì cả hai đều rất là rõ nhau. Thì đây sẽ là một trận đấu phải nói là rất là đáng xem và rất là đáng kỳ vọng. Còn anh Mai Thanh Ba, ở trên võ đài này, khi nào mà mình nghĩ đây là bạn thân và mình dừng tay là lập tức ăn một cú đòn của đối phương, tức là không thể dừng lại, không thể một giây phút nào mất tập trung cả, phải không anh Ba? Đúng rồi, trong boxing, nhất là thể thao đối kháng đây thì không có sự nhân nhượng ở đây. Có thể là ở ngoài là bạn bè, nhưng mà lên đây là hai chiến binh rồi, nên là phải thi đấu hết mình thôi. Và tôi cũng hy vọng bạn Hải Nam sẽ thể hiện được cái trí tuệ của mình áp dụng vào trong boxing, và bạn Thanh Tùng có cái khả năng chịu đòn trong những lần đóng phim. Trong cái boxing này thì cái khả năng chịu đòn đấy nó sẽ thể hiện như thế nào. Rất hy vọng hai bạn sẽ đưa được những ưu điểm của mình ra thể hiện trong cái trận đấu ngày hôm nay. Quang Hùng chọn ai em? Thực ra thì ngay từ lúc mà em nhận được cái danh sách nghệ sĩ thi đấu thì em đã có một cái sự ủng hộ vô cùng to lớn dành cho vị trí của Thanh Tùng rồi. Bởi vì trong làng eSports, em cùng với Hải Nam liên tục tranh chấp nhau vị trí số 1 và số 2 của xem ai là Nam Vương của eSports.
Và ngày hôm nay thì em rất ủng hộ cho Thanh Tùng. Thanh Tùng ơi, em hãy biến anh trở thành số 1 nhé. Cảm ơn Trần Văn Thảo, mời bạn trở lại với vị trí huấn luyện của mình và mời lên sân khấu trọng tài chính điều khiển ngày hôm nay. Và bây giờ chỉ còn một vài thủ tục nữa thôi để hiệp đấu đầu tiên sẽ bắt đầu. Các Gringo sẽ mang biển hiệu của hiệp đấu đầu tiên. Không khí thì đã bắt đầu nóng lên rồi, nhưng các võ sĩ của chúng ta cần phải thư giãn trước khi bước vào cuộc đấu này. Một cuộc đấu đòi hỏi tập trung rất là nhiều, còn khán giả cũng sẽ thư giãn trong giây lát trước khi chương trình của chúng tôi sẽ trở lại. Trọng tài chính đã hoàn tất các thủ tục của mình và cặp đấu đặc biệt của The Champion bắt đầu. Không thấp đầu nha, không ôm nha, không cuốn dưới thắt lưng. Chú ý nghe theo lệnh trọng tài nha. Và như chúng ta thấy ở trên màn đấu này sẽ là hai diễn viên. Và tôi cũng đang rất thắc mắc rằng không biết là bên phía bên nào sẽ có cái kinh nghiệm cũng như là kỹ năng tốt hơn ở thời điểm hiện tại, và để xem họ có đấu như diễn ở trên màn ảnh của mình không. Còn những cú đấm tận dụng sải tay dài rất tốt đến từ bên phía của Hải Nam, và với thể hình vượt trội hơn thì đây có vẻ như là một điểm cộng. Nếu mà nói về chiều dài của sải tay thì rõ ràng là Hải Nam đang khá là vượt trội hơn với Hữu Thanh Tùng. Và ở hiệp thi đấu đầu tiên này, chúng ta cũng có thể thấy được là chiến lược của Hải Nam phải nói là rất rõ ràng. Khi anh đã không bắt đầu trận đấu bằng những đòn tấn công mà đang có những sự thăm dò, những cái pha quẹt đầu tiên đúng không nào, ở những tình huống đấm cả trên cả dưới, tấn công từ trên cả đầu lẫn body, khiến cho cả hai bên đều có những cái tình huống trao đổi. Tôi không biết là trong cái tình huống này thì vị trí của Thanh Tùng có vẻ như là Hữu Thanh Tùng cũng đã gặp một chút vấn đề ở phần vai của mình. Có vẻ là đây là một chấn thương và nó khá nghiêm trọng đối với Hữu Thanh Tùng. Chúng ta sẽ đợi hiệu lệnh của trọng tài và cũng giống như là đợi bộ phận y tế đưa ra kết luận cuối cùng của trận thi đấu ngày hôm nay. Theo như thông tin được biết thì chấn thương này của Hữu Thanh Tùng đã có từ khá là lâu rồi, và có vẻ như là một cái đòn mà Hữu Thanh Tùng tung ra và nó đã trực tiếp dẫn đến tái phát chấn thương khi mà Hữu Thanh Tùng đã nhập cuộc một cách rất xông xáo ở ngay từ những giây phút đầu của hiệp thi đấu đầu tiên. Tùng nói là Tùng rất là muốn kết thúc hết hiệp này để Tùng có thể sống với lại một cái tinh thần của nhà vô địch. Mọi người hãy cho Tùng một tràng pháo tay để Tùng có thể lấy năng lượng nè. Đối với tôi thì cảm thấy là rất là cảm động. Thật sự là Hữu Thanh Tùng đang có những cái sự cố gắng và nó là rất lớn để trận đấu của chúng ta vẫn có thể được tiếp tục. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc đến từ nhà vô địch The Champion, khi mà chúng ta thấy được rằng Vũ Thanh Tùng anh ấy vẫn quyết tâm là thi đấu đến cùng, và đó chính là cái điều mà chúng ta đang muốn hướng tới tại chương trình lần này. Và tôi nghĩ là anh Ngô Hải Nam cũng nên tôn trọng quyết định của Hữu Thanh Tùng và lấy lại tinh thần
thực hiện tiếp tục trận đấu này một cách trọn vẹn hơn. Ok, và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên của Hữu Thanh Tùng và Ngô Hải Nam một lần nữa lại được tiếp tục. Một tinh thần chiến binh phải gọi là cực kỳ tuyệt vời khi cả hai bên vẫn tiếp tục lao vào nhau, không có một sự chuồn bước nào ở đây cả. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận thi đấu của hai nhà vô địch khi mà cả hai người chơi đều cho chúng ta thấy được cái sức mạnh cũng như là tinh thần thép của bản thân mình. Đó là một sự tôn trọng, đó là một sự tôn trọng phải nói là rất tuyệt vời của Hữu Thanh Tùng dành cho Ngô Hải Nam khi mà cả hai võ sĩ của chúng ta đã cùng nhau bước lên sàn. Quang hen thôi. Đúng rồi, đừng có giật cái tay trái nha. Tốt. Và dường như là Hữu Thanh Tùng đang phải chấp Ngô Hải Nam một tay cơ các bạn. Rất khó chịu. Và tuy rằng chấp một tay nhưng mà rõ ràng những cú jab, những cú móc của bên phía Vũ Thanh Tùng vẫn đang cực kỳ là chất lượng trong tình huống vừa rồi, liên tục là phản công. Nhưng vị trí của Hải Nam cũng đôi phần nào đó sử dụng cái bộ pháp của mình lui về phía sau câu giờ, và tất nhiên là có những cái đòn phản công rất chất lượng rồi. Có lẽ là Hải Nam cần phải lưu ý với những cú đấm tay sau của Hữu Thanh Tùng. Hữu Thanh Tùng đang có những cú đấm tay sau phải nói là rất chất lượng. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng cả khán đài đang lặng người đi trước cái tình huống này, và họ đều đang dõi theo trận đấu của chúng ta. Hãy cho cả hai đối thủ một tràng vào tay đi ạ. Họ đều xứng đáng có trận đấu ngày hôm nay. Ép sàn cực kỳ tốt đến từ bên phía của Hữu Thanh Tùng. Anh ta không hề ngại ngần gì cả, tiếp tục tấn công của đối phương. Ở bên phía của Hải Nam cũng sẽ bắt đầu tấn công ngay. Và với tinh thần chiến binh của người bạn mình, tôi nghĩ rằng Hải Nam sẽ thi đấu hết mình, thể hiện một sự tôn trọng dành cho người bạn, liên tục tấn công. Chúng ta còn 10 giây cuối cùng, 10 giây cuối cùng cho những gì cố gắng của Hữu Thanh Tùng. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên, trận đấu giữa Hữu Thanh Tùng và Ngô Hải Nam cũng đã khép lại. Và đó rõ ràng là một trong những trận đấu vô cùng đáng nhớ của chúng ta. Hiệp 1 của cuộc so tài giữa Hữu Thanh Tùng và Ngô Hải Nam đã kết thúc rồi. Và tôi cũng không lường được rằng là mọi sự nó có thể diễn ra như thế, khi mà Hữu Thanh Tùng dường như đã bị một chấn thương ở khớp vai để anh gặp khó khăn trong việc tiếp tục thi đấu. Nhưng tinh thần của Hữu Thanh Tùng là rất đáng khen ngợi, và cả hai đã nỗ lực để cống hiến cho khán giả nốt hiệp đấu đầu tiên. Bây giờ thì việc mà Hữu Thanh Tùng có thể tiếp tục được thi đấu hay không thì là tùy thuộc vào chính bản thân anh và đội ngũ y bác sĩ. Nhưng mà phải nói rằng như thế này, mặc dù tập luyện rất là nhiều nhưng thi đấu ở trên võ đài là điều hoàn toàn khác, đúng không anh Mai Thanh Ba? Đúng rồi, chỉ cần sơ sẩy một chút sai kỹ thuật thôi là chúng ta có thể dẫn đến cái chấn thương. Quang Hùng ở đây cũng thấy và bạn cũng đã nói về việc là Hữu Thanh Tùng đã thi đấu những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên bằng một tay. Và bên này, điều thú vị là Ngô Hải Nam cũng cố gắng dùng một tay để thi đấu với nhau. Đó là một cái tinh thần rất là fair play. Thêm nữa đó là cái tinh thần của chương trình, vượt qua những cái khó khăn của bản thân mình. Và cái người chiến thắng cuối cùng, người vô địch cuối cùng là người vượt qua được những cái điều đó. Và ngày hôm nay thì cả Hữu Thanh Tùng cùng với cả Hải Nam đều đã làm rất tốt công việc của mình. Hữu Thanh Tùng vượt lên cái chấn thương, còn Hải Nam thì tôn trọng người bạn của mình thi đấu cũng rất hết sức. Và đặc biệt là anh ấy chơi rất công bằng, chơi rất fair play. Và lúc này thì tôi muốn biết chấn thương của Hữu Thanh Tùng như thế nào. Lời đầu tiên là em rất là xin lỗi Trịnh sư phụ với thêm lại Thảo. Cái chấn thương này là nó đã xảy ra lúc em đấu tập, kỹ thuật nó chưa chuẩn lắm cho nên là mình bị rớt nhẹ thôi chứ không là nặng lắm. Nhưng mà em cũng giấu Thảo với Trịnh sư phụ, em có nói là em chườm đá và đã uống thuốc và nó hồi phục rồi. Nhưng mà khi mà bắt đầu vào đấu thì đôi khi mình kiểm soát không được á, cho nên là nó làm cho cái chấn thương nó bị tái phát thôi. Cho nên là em xin phép được dừng trận đấu và rất là xin lỗi chị sư phụ và Thảo. Hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn cho Hữu Thanh Tùng, người đã cố gắng thi đấu nốt những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Cảm ơn em rất nhiều đã mang tới những giây phút cảm xúc cho ngày hôm nay. Em cũng khá là tiếc. Và em đã dành khoảng thời gian là 3-4 tháng trời để tập và chỉ để dành cho ngày hôm nay, thì em cũng khá là tiếc khi mà chưa được thể hiện hết sức mình. Tuy nhiên thì em cũng khá là đồng cảm với cả anh Tùng, bởi vì là trước đó em cũng đã bị chấn thương vai như anh Tùng. Hiện tại nó đang đỡ hơn anh Tùng một chút, là dần hồi phục.
quyết định dừng lại của anh Tùng là đúng đắn, bởi vì là mình vẫn cần giữ những cái sức khỏe của mình. Thực sự là em rất khâm phục cái ý chí của anh Tùng, bởi vì em cũng từng bị chấn thương và em biết được cái đấy nó đau như thế nào, mà anh ấy vẫn cố gắng để đấu với em ở trên sàn đấu. Và em rất là tôn trọng anh Tùng và em mong rằng là anh Tùng sẽ sớm bình phục vai của mình để có thể tiếp tục là trở lại công việc. Không thi đấu tiếp được nhưng các bạn đã làm được điều mà The Champion mong muốn, đấy là truyền tải thông điệp về boxing, về tinh thần thể thao cao thượng với tất cả mọi người. Và ngày hôm nay qua The Champion, quý vị mới thấy được rằng quá trình mà hai võ sĩ của chúng ta tập luyện để bước lên võ đài này thì chúng tôi cũng cố gắng để thể hiện qua những đoạn video clip của mình, nhưng không bao giờ là đủ, bởi vì là cả một câu chuyện dài 2 tháng trời nỗ lực tập luyện để hoàn tất được những bài tập thôi nó cũng rất là khó khăn. Và khi mà chấn thương xảy ra thì không ai biết được cả, chỉ có một người biết thôi, đấy chính là vận động viên. Và anh ta cũng không dám nói với cả các huấn luyện viên của mình là bị chấn thương, để cố gắng bước lên đài ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn Hữu Thanh Tùng. Trong trận đấu này hơi buồn một xíu, hơi tiếc một xíu, vì Nam và Tùng có một sự chuẩn bị rất là dài để thể hiện những cái kỹ thuật mà Nam và Tùng đã tập rất là nhiều với Thảo và với huấn luyện viên. Dù có chuyện gì đi nữa, và sau cái trận đấu này thì Thảo càng đã thấy tinh thần của Nam và tinh thần của Tùng đúng là một chiến binh, và sau cái chuyện này mọi người càng thân thiết hơn và yêu thương nhau hơn. Cảm ơn Trần Văn Thảo và Hữu Thanh Tùng. Theo anh thì em đã hoàn thành được cái việc truyền tải thông điệp của mình, và anh chỉ mong muốn rằng là cái chấn thương vai của em sẽ sớm hồi phục này. Em sẽ quay trở lại với cả sự nghiệp diễn viên của mình, và bây giờ sẽ đóng những vai để có thể ra đòn với đối thủ chứ không phải chịu đòn nữa. Em sẽ tiếp tục với boxing chứ Tùng? Em sẽ tiếp tục với boxing và em sẽ cố gắng để hồi phục lại cái vai. Thật ra tiêu chí của em khi tham gia chương trình hay là làm bất cứ việc gì là em sẽ không bỏ cuộc. Em rất là tiếc khi mà chấn thương ngày hôm nay và em với Nam hai anh em không có dịp được đấu với nhau. Nhưng mà không sao, anh em mình cũng là diễn viên, biết đâu anh em mình sẽ có những cái cuộc đối đầu khác trên phim thì sao. Và hẹn gặp em một ngày gần nhất. Thật sự là không phục anh Tùng, bởi vì em hiểu lý do tại sao anh lại giấu cái điều mà anh bị chấn thương với các huấn luyện viên. Bởi vì mình đã chuẩn bị 3-4 tháng trời chỉ để cho một hôm duy nhất đi thi đấu mà mình lại bị chấn thương, thì tất nhiên tinh thần mấy cái ý chí của anh không cho phép, anh bắt buộc phải giấu. Và em cũng thật sự rất không phục cái tinh thần mà anh cố gắng đấu hết trận đầu tiên. Em rất là respect anh Tùng. Yes. Ngày hôm nay khi mà trận đấu dừng lại tại đây thì không chỉ có sự luyến tiếc của khán giả, của cả hai võ sĩ, mà cả của những người thân tới cổ vũ ở khán phòng ngày hôm nay. BB Trần có thể giúp cho anh và giúp cho khán giả biết được cảm xúc của họ lúc này được không ạ? Dạ được chứ anh. Hồng Đình Thái Ngân xin gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ. Và thực sự thì em cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Em đến cổ vũ cho Hải Nam để mà có được một trận đấu hôm nay là cả hai đã tập luyện rất là nhiều. Nam nói là mỗi ngày phải tập hay như nào đó và ngâm nước đá, rồi có hôm thì đau nhức ngủ không được, rất là nhiều thứ. Nhưng mà lên sàn đấu chỉ để cho ngày hôm nay thôi thì mọi thứ lại phải kết thúc một cách rất là tiếc nuối như vậy. Thì em thật sự hy vọng là sẽ có một cuộc tái đấu giữa hai anh em một ngày không xa nào đó để phân thắng bại, chứ em nghĩ không thể nào mà kết thúc như vậy được. Bây giờ sẽ là giây phút quan trọng của ngày hôm nay. Hãy mang đai vô địch ra. Thưa quý vị, đây không còn là một giây phút hồi hộp nữa, nhưng đây vẫn là một giây phút đầy cảm xúc. Trọng tài chính sẽ tuyên bố người chiến thắng trong cuộc so tài hôm nay. Xin mời. Đại vô địch của The Champion.
Đây là một cái kỷ niệm mà thực sự là rất là khó để có được những cái kỷ niệm như thế này. Hôm nay em rất cảm phục tinh thần ý chí chiến đấu của anh Tùng. Và em muốn giành lại đai vô địch này cho anh Tùng. Và em sẽ chiến đấu để tìm kiếm lại một đai vô địch đích thực của mình. Nhà vô địch của chúng ta, The Champion. Cảm xúc của Nam sau khi thi đấu xong là thực sự đầu tiên là lo lắng cho anh Tùng. Hy vọng rằng là anh Tùng mau bình phục sớm và mau khỏe lại. Khi mà đã bước lên sàn đấu cũng như cái ý chí của anh Tùng ngày hôm nay là anh ấy còn bị chấn thương ngay khi mà đang thi đấu với Hải Nam. Nhưng anh ấy vẫn cố gắng trụ lại trên sàn đấu trong hết hiệp 1 và Nam cảm thấy rất là tôn trọng anh Tùng và thực sự nó là một cái ý chí rất là kiên cường. Nam rất hy vọng đến một cái ngày nào đó Nam lại có thể tái đấu lại, bởi vì thực sự đây là một cái bộ môn mà nó làm cho mình rất là thích mọi người ạ. Trước đó chỉ là để tập cho khỏe người và tập tham gia chương trình, bởi vì thấy khá là thú vị khi có một chương trình về võ thuật chiếu trên màn ảnh và Nam khá là thích thú, và khi đi tập nó lại càng cuốn mình tập. Nó tập cho mình cái sức bền hàng ngày, cái ý chí kiên cường. Và nếu như bạn nào mà hay bị mất ngủ, các bạn tập cái này chắc chắn buổi tối các bạn ngủ rất là ngon và ngủ sớm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi The Champion, nhà vô địch, phát sóng hàng tuần vào tối thứ bảy trên kênh VTV3. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. The Champion.